Bạn mặc bộ đồ lặn và trần áo khoác dày ra ngoài. Kính râm đã có. Ồ, đây rồi. Bạn chạy ra khỏi nhà và bạn bè đưa cho bạn một đôi phản trượt tuyết cùng một chiếc giỏ dã ngoại mà bạn quên mang theo. Bạn đến tận Estonia để trải nghiệm mùa thứ năm bí ẩn và bạn phải sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì. Hàng năm, giữa mùa đông và mùa xuân, bạn có thể xem chương trình biểu diễn tự nhiên độc đáo này ở vườn quốc gia Suma. Toàn bộ khu vườn biến mất dưới nước sâu tới 5 mét. Người dân địa phương đi cano qua các đồng cỏ đầm lầy, đi qua các ngôi nhà ngập nước, vương táo chìm và các hòn đảo lầy lội nhô lên. Khi mực nước đặc biệt cao, họ thậm chí còn chèo thuyền qua cửa sổ để vào phòng khách nữa. Các con đường chính bị ngập và một nửa số dân chỉ biết ở nhà trong 4 tuần cho đến khi nước rút. Không ai biết chính xác khi nào mùa thứ năm sẽ đến. Mùa này thường bắt đầu vào giữa tháng 3 và tháng 4, thu hút rất nhiều khách du lịch đến vùng này. Họ đến đây để xem vùng đất ngập nước và động vật địa phương như sếu, thiên nga làm tổ và lửng chó mắc kẹt trên cây dương, bạch dương và cành dẻ gai. Linh miêu, chó sói và gấu nâu thường rời khỏi vùng này từ rất lâu trước khi lũ lụt ập đến. Lãnh thổ này từng có lúc là một đáy biển được hình thành cách đây 12.000 năm trong kỷ băng hà cuối cùng. Khi tan ra, các sông băng để lại một vùng lòng chảo lớn biến thành một trong những hệ đầm lầy than bùn lớn nhất ở châu Âu. Nó là một miếng bọt biển tự nhiên khổng lồ. Công viên nằm thấp ở sườn phía tây của vùng cao Sakala. Sau mùa đông, các con sông trong khu vực không thể xử lý được lượng tuyết sắp đổ xuống các ngọn núi. Rồi nhiều dòng nước nhỏ hợp nhất thành một cơn lũ khổng lồ. Một số chuyên gia tin rằng lũ lụt có thể xuất hiện vào những thời điểm bất thường hơn trong tương lai. Vì vậy, tới một lúc, Estonia cũng có thể có mùa thứ 6 nữa. Dalo ở Estonia là nơi có người ở nóng nhất trên trái đất và nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 40 độ C và tháng nóng nhất có mức cao trung bình 47 độ C. Lượng mưa ở nơi này thuộc hàng thấp nhất trên hành tinh. Nó nằm trong vùng lòng chảo Dakini với địa chất độc đáo. Nó phát triển sau khi châu Phi và châu Á tách rời nhau từ rất lâu rồi. Bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi lửa với hồ dung nham sôi sục, suối nước nóng màu vàng tươi, cam, xanh lá và các hồ muối lớn. Một ngôi làng ở bang Meghalaya, Ấn Độ được mệnh danh là nơi ẩm ướt nhất hành tinh theo sách kỷ lục Guinness Thế giới. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây vào khoảng 12 mét. Đó là kết quả của những đợt gió mùa ẩm và ấm từ vịnh Bengal mang theo những đám mây mưa. Nước mưa chảy vào sông và thác nước không bao giờ dừng lại. Người dân địa phương làm việc ở ruộng luôn phải đội một thứ giống như cái giỏ để bảo vệ mình. Ngôi làng Leknes với dân số khoảng 3.500 người ở Na Uy phía trên vòng Bắc Cực. Nơi đây có khí hậu ấm áp lạ thường so với những nơi khác ở cùng vĩ độ. Vào tháng 1, nhiệt độ thấp nhất là 0 độ C và hiếm khi giảm xuống dưới âm 1 độ C. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 là 12 độ C, là một mức phổ biến tại nhiều nơi ở châu Âu. Melbourne ở Úc có nhiệt độ có vẻ bình thường và khí hậu ven biển rất dễ chịu. Nhưng vào những tháng mùa xuân, thời tiết thay đổi nhiều tới nỗi khó mà tưởng tượng nổi. Trời đang nóng hừng hực có thể trở nên rét run chỉ trong một phút. Có thể bạn ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng dưới ánh nắng, nhưng đến giữa ngày bạn đã ướt sũng rồi. Sau đó, bạn sẽ lại đeo kính râm trong khi hoàng hồn sau cơn mưa đá và giông bão. Tất cả chỉ trong một ngày, đó là do vị trí địa lý của thành phố gần núi và bị cái lạnh từ Nam Đại Dương tràn vào. Cape Tennyson trong vịnh Commonwealth ở Nam Cực là nơi có nhiều gió nhất hành tinh với những cơn gió xuống dốc rất bất thường. Chúng được hình thành do dạng mái vòng của lục địa và khí hậu luôn lạnh giá. Những cơn gió này nhanh và mạnh đến nỗi làm hỏng các thiết bị đo lường và cột anten có gắn các thiết bị ấy. Tốc độ kỷ lục của gió cho đến nay là 320 km/h. Chiếm 10% diện tích của châu Phi, sa mạc Sahara cực kỳ nóng và khô. Đó là lý do nó nằm trong top những địa điểm có bầu trời trong xanh nhất. Bầu trời hầu như chẳng bao giờ có một gợn mây. Thêm vào đó, do cách xa các nền văn minh nên sa mạc trở thành một trong những điểm ngắm sao đỉnh nhất. Không khí sạch nhất trên thế giới thuộc về vùng phía trên Nam Đại Dương gần Nam Cực. Nó sạch đến nỗi các nhà khoa học không thể tìm thấy bất kỳ DNA nào để phân tích, ngoại trừ một số vi khuẩn biển. Bản thân Nam Cực có 99% là băng và có những sông băng xanh biếc, núi lửa đang hoạt động cùng các điểm tuyệt nhất trên thế giới để ngắm tuyết sạch. Thung lũng Makansu nằm trên cao tít tại dãy núi Pamir giữ kỷ lục về số lượng cơn lốc bụi.
Thung lũng này không có sự sống được bao phủ trong một lớp cát mỏng cùng các viên đá cuội màu đen bên dưới nó. Thung lũng nóng lên vào ban ngày và khi những cơn gió mạnh lạnh giá quét qua nơi đây, vào buổi chiều bụi bốc lên. Gió thường mạnh như lốc xoáy và có thể nâng cả một con lạc đà đang chở hàng nặng nữa kia. Hồ Maracaibo ở Venezuela thường được gọi là thủ đô sét của thế giới. Ở đây, giông bão nổi lên trong 300 ngày trong năm với đỉnh điểm là vào tháng 9. Đôi khi có tới 200 tia sét xuất hiện trong một phút. Điều này xảy ra do không khí lạnh từ xung quanh dãy Andes gặp không khí ấm từ biển Caribe và tạo ra điện. Một số nơi trên trái đất có trọng lực nhỏ hơn những nơi khác, ví dụ như vịnh Hudson của Canada từng được bao phủ bởi một dòng sông băng siêu dày và nặng trong kỷ băng hà cuối cùng. Băng đã đẩy hàng tấn khối đá ra ngoài khi bắt đầu tan chảy. Một vật có khối lượng càng nhỏ thì trọng lực càng nhỏ. Trái đất sẽ mất 5.000 năm nữa để trở về hình dạng ban đầu ở vị trí này. Cho đến lúc đó, ở đây bạn sẽ luôn nhẹ cân hơn so với khi ở các nơi khác trên thế giới. Mỗi năm một lần, chỉ trong chốc lát, một thác nước ở Yosemite biến thành một thác lửa. Vào mùa đông và mùa xuân khi có đủ tuyết và mưa, hai con suối chảy xuống vùng El Capitan lớn. Bầu trời quang đãng, mặt trời đang khuất sâu đường chân trời. Tới một lúc, mặt trời đến đúng vị trí để phản chiếu ánh nắng lên vách đá và tạo ra màu cam rực như dung nham cho mặt nước. Núi Haleakala ở Hawaii là một trong những địa điểm yên tĩnh nhất trên trái đất. Kiểm lâm của vườn quốc gia còn chẳng tìm được âm thanh nào để đo độ ồn ở đây nữa. Trong tiếng Hawaii, nơi này có nghĩa là ngôi nhà của mặt trời. Nó hình thành nhờ một ngọn núi lửa hoạt động cách đây 1 triệu năm. Dòng dung nham tích tụ theo năm tháng và lớn dần thành núi. Nó có khí hậu và thời tiết riêng không thể đoán trước được. Một trong những ảo ảnh tự nhiên độc đáo nhất trên trái đất là thác nước dưới nước ở ngoài khơi Mauritius. Đừng lo, hòn đảo sẽ không chìm đâu. Cát đang di chuyển qua các dòng chảy dưới nước vào đại dương sâu tối hơn và tạo ra ảo ảnh. Thêm ở đây sâu gấp 10 lần so với phần còn lại của vùng nước xung quanh. Một trong những nơi khô nhất trên trái đất, sa mạc Atacama của Chile, biến thành một khu vườn cứ sau 5 đến 7 năm. Khi có đủ lượng mưa từ tháng 9 đến tháng 11, cả sa mạc sẽ bừng nở chỉ trong một đêm. Hạt giống của hơn 200 loại hoa đã ngủ yên dưới đất trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để chờ đợi nguồn nước này giúp chúng nảy mầm. Hồ Ngũ Hoa ở thung lũng Cửu Trại Câu của Trung Quốc đổi màu từ màu vàng hổ phách sang màu xanh ngọc lục bảo, màu ngọc bích đậm sang màu lam nhạt và đôi khi là màu san hô. Nó không bao giờ đóng băng nhờ các suối nước nóng dưới nước và không bao giờ tan chảy hoặc khô cạn như các hồ lân cận. Người dân nơi đây tin rằng nó được tạo thành từ những mảnh gương rơi từ trên trời xuống. Đồng đá Cẩm Thạch ở Chile là một trong những kỳ quan thiên nhiên bị cô lập nhất của thế giới. Đây là một nhóm các hang động, cột và đường hầm đèn trắng được làm từ đá Cẩm Thạch. Sóng biển đã định hình chúng trong 6.200 năm qua và quá trình này vẫn đang diễn ra. Chúng tạo nên một màn trình diễn phản chiếu ánh sáng tuyệt vời vào làn nước màu lam hoàn hảo. Sông Hinatan mê hoặc trong rừng rậm Philippines dường như xuất hiện từ hư không. Đó là một đoạn nước mặn ngắn chảy vào Thái Bình Dương. Có khả năng nó đến từ một hệ hang động ngầm không có bụi bẩn. Đó là lý do tại sao dòng sông này vô cùng sạch và trong cực sâu với toàn bộ các sắc thái có thể có của màu xanh lam. Người dân kháo nhau rằng các nàng tiên đã bỏ đá lam ngọc và ngọc bích vào đó. Này, có thể lắm chứ. Hồ Chấm Bi ở Canada trông cũng giống như bao hồ khác vào mùa đông và mùa xuân. Nhưng vào mùa hè, nước rút dần và để lại hàng trăm hồ nước khoáng khổng lồ. Hoa văn chấm bi màu vàng, lục và lam được tạo thành từ các khoáng chất như canxi và natrit sulfit chảy xuống từ các ngọn đồi. Mỗi hồ có một màu sắc riêng tùy thuộc vào nồng độ của khoáng chất. Du khách không được phép đến gần hồ, có lẽ là vì sự an toàn của chính họ.